Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân cao điểm dịp Tết 2022. Ngày 15 tháng 12, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Công an, Cục Cảnh sát Giao thông vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội năm 2022. Đợt cao điểm từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 2 năm 2022 nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên các tuyến, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi, lễ hội của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Lễ ra quân được tổ chức tại Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông. Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông phát lệnh ra quân. Cụ thể, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, Cảnh sát Giao thông tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung vào kiểm soát về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt, dừng đỗ không đúng quy định, chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định. Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, Cảnh sát Giao thông bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền, công an các đơn vị địa phương và ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường sắt. Trên lĩnh vực giao thông đường thủy, thời gian trước Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung vào các đối tượng vận tải hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm, các cảng, bến trái phép không đủ điều kiện hoạt động. Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tiếp xúc với người dân, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát Giao thông phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, chấp hành nghiêm điều lệnh của ngành, nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn khi thi hành nhiệm vụ.